Các bạn ơi, hôm nay mình lại tiếp tục chơi kết hợp những khủng long và những người thổ dân. Và đặc biệt hơn, hôm nay quân Hiệp đã sở hữu được chú khủng long cuối cùng trong trò chơi rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nha. Đây các bạn ơi, nhìn này. Đây này, quân Hiệp đã mở được hết những khủng long ở đây rồi. Rồi, thấy chưa, đến con cuối cùng nào. Đến con cuối cùng rồi. Rồi, ok. Đây các bạn ơi, nhìn này, đây là khủng long cuối cùng nè. Rồi, bây giờ mình sẽ xem bên là phù thủy đã mở ra được những nhân vật nào rồi các bạn ơi. Rồi, hai nhân vật đầu này đã mở rồi. Tiếp tục là hai nhân vật sau cũng đã mở rồi. Và tiếp tục nữa là hai nhân vật nữa cũng đã mở rồi. Wow, mình đã mở đến nhân vật là Jun-gi rồi các bạn ơi. Còn một nhân vật nữa này, 2, 3 và 4 nhân vật nữa thì quân Hiệp chưa mở được. Bây giờ mình sẽ phải tiếp tục chơi và chơi để mở ra hết các phù thủy các bạn nha. Bây giờ mình tiếp tục chơi để mở phở phù thủy nào. Let's go. Liệu lần này có thể giành chiến thắng trận đầu tiên không? Cố lên. Wow. Victory trận đầu tiên luôn. Rồi tiếp tục nữa các bạn ơi. Vừa rồi thì mình đã xếp hết những khủng long lên trên rồi. Bây giờ mình sẽ phải củng cố nguyên là thổ dân để mà có thể sở hữu được người thổ dân cuối cùng trong trò chơi đấy các bạn ạ. Đấy. Ok, rồi, kết hợp lại với nhau nào. Lên. Rồi. Ok. Nào, tiếp tục một chú nữa nào. Đấy. Lên. Rồi, ok. Mình sẽ để hết người thổ dân ở dưới này. Let's go. Cố lên. Giờ lần này có thể giành chiến thắng tiếp không các bạn ơi. Rồi. Tiếp tục chiến thắng trận thứ hai. Ok các bạn ơi, tiếp tục nào. Let's go. Cố lên anh em. Wow, bên kia nguyên một dàn thủ thủy luôn. Nhưng mà không sao, đội quân của Quân Hiệp vẫn giành chiến thắng các bạn ơi. Tiếp tục là trận chiến thắng thứ ba. Ok, mình sẽ phải củng cố thêm thổ dân các bạn nhá. Rồi, ok, tiếp tục nào. Lên. Thế nào. Lên nào. Wow. Rồi, let's go. Cố lên anh em ơi. Lại tiếp tục giành chiến thắng nữa. Wow, đội hình của bên kia bây giờ khá là mạnh các bạn ơi. Nhìn kìa, có 4 chú khủng long đầu toàn gai xanh nét luôn. Và rất là nhiều phù thủy đứng ở đường sau. Nhưng đội quân của mình đã sở hữu được chú rồng mạnh nhất trong trò chơi thì quân Hiệp sẽ không sợ. Let's go. Đấy, bang. Các bạn ơi, nhìn kìa. Lại victory tiếp tục. Ok, tiếp tục nào. Let's go. Liên tiếp giành chiến thắng các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ phải củng cố thêm thổ dân các bạn nhá. Nào, lên. Đấy. Wow. Nào, tiếp tục nào. Rồi. Tiếp tục. Ok. Rồi, lên. Tiếp tục nào. Lên. Rồi. Thế này các bạn nhá. Wow, đội hình bên kia cũng có một phù thủy y như bên mình đây các bạn này. Đấy, phù thủy này bên này cũng có này. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục chiến đấu nào. Let's go. Cố lên. Lại victory. Lần này đội hình của bên kia có 2 người thổ dân như thế này các bạn ơi. Wow, và 2 chú khủng long như thế này luôn. Đấy. Nhưng mà không sợ, bây giờ quân Hiệp sẽ cho đi chiến đấu. Let's go. Lại victory. Wow, các bạn ơi, nhìn đội hình của bên kia kìa. Wow, có 4 phù thủy đầu có sừng luôn. Đội kim mũ có sừng và một chú khủng long kìa, màu đỏ người toàn gai. Ghê đấy. Nhưng không sao các bạn ơi, let's go. Trận này liệu mình có thể giành chiến thắng không, các bạn hãy bình luận xuống bên dưới cho mình biết với nhá. Let's go nào. Cố lên. Wow. Quá là nhẹ nhàng các bạn ạ. Wow, nhìn này, đội hình của bên kia kìa. Wow, có một người chiến binh ghê đấy các bạn ạ. Wow, đội kim mũ có sừng, 2 cái sừng trâu ở trên đầu ấy. Và 2 chú khủng long cũng màu lâu lâu ấy. Cũng ghê đấy. Rồi, mình sẽ phải củng cố thêm nào. Nào, lên, đấy, kết hợp lại. Rồi, ok, wow, được một phù thủy này rồi. Wow, các bạn ơi, không biết mở hết ra thì được phù thủy như thế nào các bạn nhỉ? Rồi, mình đã sở hữu được khủng long mạnh nhất đây rồi các bạn ơi. Đây, người đỏ chót luôn. Đây, quá ghê luôn. Rồi, let's go, nào, cố lên. Wow, các bạn ơi, victory liên tiếp luôn. Rồi, các bạn ơi, lần này lại đội hình của bên kia củng cố thêm được một người thổ dân cầm cung các bạn. Nhưng mà không sao, mình cho đi. Let's go, nào, cố lên. Victory. Ok, let's go. Nào, chiến đấu đi. Mạnh mẽ lên nào. Bang, victory tiếp tục. Rồi, let's go, tiếp tục. Nào, cố lên. Victory. Rồi, ok, mình sẽ củng cố thêm thổ dân các bạn nhá. Nào, lên. Ok. Lên nào. Đấy, rồi.
Tiếp tục nào, Reco. Cố lên, cố lên nào. Ok, lại victory. Yeah. Reco, cố lên nha. Cố lên nào. Tiếp tục là victory. Rồi các bạn ơi, tiếp tục nào. Mình vừa củng cố được thêm một phù thủy cam gại nữa đây các bạn ơi. Rồi, let's go, cố lên. Yeah, yeah. Liệu lần này có victory không? Lại victory tiếp tục. Yeah. Ok, tiếp tục, let's go. Đây, cố lên. Victory tiếp. Ok, let's go. Wow, wow, yeah, yeah. Tên, victory. Yo, các bạn ơi, nhìn đội hình bên kia kìa. Bây giờ có một phù thủy và hai chiến binh và rất nhiều khủng long. Cho đi chiến đấu nào, let's go. Cố lên. Oh, wow. Victory. Rồi các bạn ơi, vừa rồi mình đã củng cố được thêm một chiến binh nữa các bạn ơi, giống nhau này. Đây, bây giờ mình sẽ kết hợp lại với nhau xem là được cái gì nha. Wow, nhìn đây. Wow, được một chiến binh kinh không các bạn ơi. Còn có râu màu xanh luôn, mặt lại thì bịt kín mít luôn. Yeah, ghê đấy, ghê đấy. Rồi, wow, bên kia cũng có một chiến binh y như mình luôn các bạn ơi. Yeah, đội hình bên kia cũng mạnh đấy. Rồi, cố lên. Yeah, đây con này giành. Wow, mình vẫn giành chiến thắng thôi các bạn ơi. Wow, nhìn đội hình bên kia kìa. Wow, khủng long rất nhiều và thổ dân và chiến binh cũng rất nhiều các bạn ơi. Let's go. Wow, cái chiến binh này bắn ra được màu tím luôn các bạn ạ. Quá là ghê luôn đấy. Ok, tiếp tục nào các bạn ơi. Let's go. Nào, bên nào sẽ giành chiến thắng tiếp đây. Cố lên. Mình vẫn giành chiến thắng các bạn ơi. Yeah. Rồi, củng cố thêm đội hình nào. Nào. Đấy. Ok. Lên. Và tiếp tục nào. Lên. Rồi. Mình sẽ xếp thế này đi các bạn ơi, cho hết khủng long xuống dưới đi. Nào. Rồi. Con này nữa xuống dưới. Xuống dưới đi. Chú này nữa, chú này cho xuống dưới luôn các bạn ơi. Đấy, chú này cũng xuống dưới luôn. Đây. Rồi, để mới một chú khủng long cuối cùng ở trên các bạn nha. Let's go. Bên kia giờ mình giang phù thủy này, ghê không các bạn? Nhưng mà không thể nào thắng được đội hình của quân Hip. Rồi các bạn ơi, wow, nhìn đội hình bên kia kìa. Hai phù thủy, wow, và một chiến binh đội cái mũ ở trên đầu có sừng trâu và hai chú khủng long người toàn gai màu xanh các bạn, và một chú khủng long to siêu to người màu đỏ toàn gai. Rồi, let's go, cố lên anh em. Giành chiến thắng tiếp không? Vẫn victory mà thôi. Yo, các bạn ơi nhìn kìa. Wow, đội hình bên kia kìa, rất là nhiều chiến binh luôn. Wow, một dãy chiến binh ở dưới kìa. Nhiều không? Nhiều. Nhưng mà thử xem nào, chiến thắng được đội hình của quân Hip không? Let's go. Nào, cố lên. Vẫn thua mà thôi. Yeah, các bạn ơi, vừa rồi quân Hip đã chơi kết hợp khủng long và quân Hip đã sở hữu được khủng long mạnh nhất trong trò chơi rồi các bạn ơi. Còn người thổ dân thì quân Hip chưa sở hữu được người thổ dân mạnh nhất trong trò chơi. Và các bạn thấy video mình hay, cho mình xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình nha. Còn bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.